lại đập cắm đấy nhở. Nhưng mà bên kia thủ cũng kinh đi. Vít Pusser vẫn còn. Bên kia cũng hay thật. Trông ra thế mà vẫn lên. Ui. Rất tự tin để kê lại. Vẫn thủ lên được. Rõ ràng tuần này là một pha vận động viên đập cầu rất sợ chưa. Lái cầu hay nhá. Trời, Tuấn Anh lái cầu hay thật đấy. Được răng là lái sát lưới. Quả đấy mới gọi là hay. Hello tất cả mọi người, chúng ta chào nhau cái buổi chiều nhiều năng lượng nào. Phía bên màn hình của chúng ta cặp đôi Đình Mạnh và Tuấn Anh. Phía xa màn hình là cặp đôi tuyển trẻ của Quảng Ninh. Sáng nay Hùng quên mất tên rồi, có anh em nói là Hùng quên mất tên. Nhưng mà chỉ nhớ kém quá, anh em có thể comment lại cho Hùng và mọi người biết không ạ? Anh em nào biết cặp đôi Quảng Ninh tên gì không ạ? Comment lại nào. Đây là trận tứ kết 1 nhưng mọi người sẽ chỉ đánh một sân thôi. Không ra chưa? Ơn thằng em Học Nguyễn nhá. Xin giới thiệu mọi người, Học Nguyễn là tay vợt hàng đầu của Cầu Lông Đơn Nam, phong trào miền Bắc. Bên này họ ra kinh quá. Vẫn lên bình thường. Này, đúng không? Đồ ngoài sân. Dù anh em bạn bè sang thì cùng vào xem nào. Chuẩn bị rất hay. Cầu không qua lưới, đánh mạnh. Đập quá tốt, nghe tiếng sướng anh em. Cặp đôi Triệu Hưng. Nói chung là vòng ngoài thì cho dù thắng thua thì cũng chưa chắc nó bị loại. Vòng luôn. Hình như là bắt đầu vào tứ kết là sẽ đá muộn rồi. Mọi người không ủng hộ thì em thôi, em thì thôi, còn đòi quá em nữa. Mọi người thấy điểm số 6-5. Bên kia cũng không phải dặm vừa. Trông chóng cả mặt. Rất nhanh luôn. Phối hợp rất là ní. Liên tục đổi vị trí lên xuống. Nhiều người xem cũng thấy sướng hơn. Đôi này cũng lạ lắm. Đôi này sáng nay thắng Vũ Lâm Hoàng Anh. Lên Hoàng Anh vẫn được đánh giá cao hơn. Không. Lắc lưới, còn không. Chuồi đập cắm đấy nhở. Nhưng mà bên kia thủ cũng kinh đi. Vít Pusser vẫn còn. Bên kia cũng hay thật. Trông ra thế mà vẫn lên. Ui. Rất tự tin để kê lại. Rồi. Vẫn thủ lên được. Rõ ràng tuần này là một pha vận động viên đập cầu rất sợ chưa.
13.8. Rồi. Chịu béo béo vào bình thường anh ơi. 2. Bên kia. Vâng, rất tự tin. Ôi, quả đấy ảo đấy. Quả đấy mà giật chéo sang thì hơi bị ảo đấy. Ở ngoài trời ấy mọi người ạ. Sân như này cũng gọi là được rồi. Xuôi, lái cầu hay nhá. Xuôi, Tuấn Anh lái cầu hay thật đấy. Được căng là lái sát lưới. Quả đấy mới gọi là hay. Cài lại luôn. Đội Đình Mạnh bắt lưới ngay. 21-21.